chào quý vị và xin chào các bạn thú vị, hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm 2023 Ngọc xin chia sẻ đến quý vị một vài cái nội dung dành cho những ai đang lãnh cái chương trình thêm phiếu thực phẩm hay còn gọi là chương trình SNAP Trước đây thì người ta gọi cái đây là cái chương trình Food Stamp à, Bây giờ thì quý vị sẽ nghe nhiều đến cái tên là SNAP hoặc là ở Cali thì người ta gọi là CalFresh Thì à, trong tháng 3 hoặc là tháng 4 quý vị sẽ bắt đầu thấy cái tiền mà quý vị lãnh từ cái chương trình snap hoặc là snap bonus nó giảm xuống một cách đáng kể ví dụ như một household có một người thôi một cái hộ gia đình như vậy có một người thôi thì có thể quý vị sẽ thấy cái mức giảm từ 281 đồng xuống chỉ còn 23 đồng mỗi tháng hoặc là 538 đồng xuống còn 43 đồng mỗi tháng hoặc là 900 mấy xuống còn bao nhiêu đó thì quý vị sẽ uh, xem thử cái uh, tiền của mình như thế nào quý vị nha à, Tại vì mỗi cái hồ sơ nó sẽ mỗi khác Và Ngọc sẽ lưu ý đến quý vị về một cái lá thư Cái lá thư này quý vị sẽ nhận từ cái local offices của mình Về cái chương trình SNAP và cái chương trình tiền thực phẩm khẩn EA à, Quý vị uh, có thể là đã nhận được rồi Hoặc là quý vị sẽ nhận được trong nay mai Nhưng mà Ngọc muốn chia sẻ đến quý vị là cái mức giảm của cái tiền snap mà quý vị nhận được mỗi tháng thì theo như cái thông báo của bên Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ Ngọc đã chia sẻ thì cái gói 1.700 tỷ cái gói spending Bill đối quý vị cái gói này là chi tiêu ngân sách cho chính phủ Mỹ à, cho đến à, cuối cái năm tài khóa thì cái gói này người ta ngưng cái chương trình tiền thực phẩm khẩn EA Emergency Allotments Program sẽ bị ngưng và cái đợt gửi cuối cùng là cái đợt gửi của tháng 2 năm 2023 bởi vì vậy cho nên những cái văn phòng Local Snap của quý vị sẽ gửi ra cho quý vị một cái lá thư. Trong cái lá thư này sẽ thông báo về cái điều này để chúng ta chính thức được thông báo quý vị nha tại vì có thể là quý vị chỉ nghe qua youtube qua news hoặc là qua những cái trang của bộ nông nghiệp hoa kỳ nhưng mà bên văn phòng snap của quý vị họ sẽ gửi về, về những cái lá thư như vậy à, và đây là cái điều mà bên tiểu bang virginia họ nói cái lá thư này quý vị sẽ nhận được và nó sẽ nói đến cái chuyện là tháng 2 là tháng cuối cùng Quý vị nhận tiền uh, EA, đó là Virginia quý vị nha Tại vì Virginia tiền của tháng 2 thì được gửi ra ngày 16 tháng 2 Và đến tháng 3 thì sao? Bắt đầu từ tháng 3 năm 2023 trở đi Thì quý vị sẽ nhận được cái tiền Snap thông thường của quý vị giống như trước dịch đó uh, Có thể là cái số tiền nó gia giảm nó khác nhau nhưng mà cái số tiền đó nó chỉ là cái tiền tem phiếu thực phẩm thôi chứ nó không có cái tiền thực phẩm khẩn thì cái tiền này sẽ được gửi ra mỗi tháng vào ngày 1, ngày 4 và ngày 7 đối với tiểu bang Virginia đó là à, Ngọc tìm hiểu thêm cho Virginia còn đối với tiểu bang California thì sao California thì quý vị sẽ thấy bắt đầu là từ tháng 4 Virginia thì bắt đầu từ tháng 3 là tiền SNAP quay trở về thông thường nhưng mà Cali ấy, thì tại vì người ta gửi chậm, gửi trễ 1 tháng cho nên là bắt đầu tháng 4 năm 2023 thì quý vị sẽ thấy rằng là cái tiền mà quý vị lãnh từ CalFresh đó, nó sẽ bắt đầu giảm và nó quay trở lại cái mức thông thường quý vị nha. Và cái tiền này sẽ được gửi vào cái thẻ EBT của mình từ ngày 1 đến ngày 10 của mỗi tháng đó là người ta quay trở lại với cái lịch gửi thông thường và với những cái cái số tiền mà thông thường nó có thể là gia giảm chút ít thôi chứ nó không có quá nhiều và nếu như mà quý vị ở tiểu bang California hoặc những cái tiểu bang khác mà quý vị thật sự là đang gặp rất là nhiều khó khăn à, trong cái việc mà quý vị phải lo đến cái miếng ăn cho con cái cho gia đình của mình và thậm chí là cũng à, chắc chiêu dữ lắm rồi nhưng mà cũng không có đủ tiền chợ thì quý vị có thể gọi cái số 221 quý vị nha gọi cái số ốp xin lỗi gọi 211 gọi số 211 và khi mà quý vị gọi 211 thì quý vị có thể hỏi về những cái trợ giúp khác nhau, nhiều cái trợ giúp khác nhau. Nhưng mà về thực phẩm á, thì quý vị có thể hỏi về cái local food pantries hoặc là cái local food bank thì người ta sẽ giới thiệu cho mình đến cái nơi mà mình đến đó mình có thể lấy đồ ăn về để mà à, nấu phục vụ bữa ăn cho gia đình của mình nếu như mà quý vị ở tiểu bang California thì Cali họ có đưa lên một cái website là www.cafoodbanks.org và quý vị vào cái chỗ mà file, đối vị thì quý vị có thể tìm tìm kiếm những cái nơi mà quý vị có thể um, đến để lấy thức ăn về cho gia đình của mình. Đây là những cái thông tin mà Ngọc nghĩ rằng á nó không phải là dư thừa đâu quý vị. Có những cái trường hợp thật sự là họ đang phải cân đo đong đếm chắc chiêu và cũng vất vả dữ lắm để mà đảm bảo được cái bữa ăn cho gia đình của mình à, nhiều người họ kể rằng là họ cũng mua cố gắng đi đến những cái chợ rẻ nhất ví dụ như dollar store general dollar general để mà mua những cái đồ rẻ nhất có thể nhưng mà cũng thiếu trước hụt sau À, cho nên là nhiều khi mình phải ở trong những cái hoàn cảnh như vậy mình mới hiểu à, thì đó là một cái điều mà Ngọc muốn à, nhắc quý vị là nếu như thực sự mình quá khó khăn thì mình có thể làm như vậy quý vị nha thì ở đây à, Ngọc xin chia sẻ là vì sao nó giảm thì nó giảm là tại vì cái tiền ea này không còn nữa cái tiền ea là cái tiền snap bonus hay là cái emergency allotment hay là cái tiền thực phẩm khẩn nữa vậy nó không còn nữa cái tiền thực phẩm khẩn này nó đỡ lắm, nó giúp cho mình đạt được cái mức là snap maximum benefit hoặc là nếu như mình à, đã được cho cái số tiền tối đa rồi thì người ta cho thêm mình 95 đồng mỗi tháng. còn nếu như ai mà chỉ đủ điều kiện để nhận được cái mức là dưới cái mức tối đa thì người ta nâng cho đến khi nào mình cái mức tối đa hoặc là 95 đồng cái nào nhiều hơn thì người ta cho mình. đó. cho nên á là bây giờ người ta bỏ cái tiền snap thì sao? Thì mình mất đi cái khoản hỗ trợ để nâng lên cái mức tối đa. Ví dụ như thông thường đó thì chúng ta thấy rằng á, là cái mức tối đa nó nằm ở đây. Ok và nó tương ứng với lại cái số người trong trong cái household đó. Nhưng mà thực ra đó nhiều người không có nhận được cái mức tối đa quý vị. Tại vì nó sẽ tùy theo hồ sơ cái hồ sơ của quý vị cái income như thế nào số người trong gia đình như thế nào và những cái chi phí cần thiết của gia đình như thế nào thì nhiều khi người ta sẽ xét hồ sơ và bắt đầu người ta sẽ xem thử là mình được bao nhiêu sau khi mà người ta khấu trừ này kia khác nọ Không, quý vị ha ví dụ như một gia đình có một người house có một người ví dụ như là à, cô ở một mình ở apartment vân vân và cô xin tiền à, tiền gia và cô xin tiền à, snap nữa thì người ta có thể cho cô dao động từ 23 đồng, 23 đồng áp dụng cho 48 tiểu bang và DC. và tối đa là 28 đồng. Từ 23 đến 28 đồng. À 23 đến 281 đồng. Khi mà có cái tiền EA này á là tự động cô nhận đủ giữa tiền Snap và tiền EA cộng lại là cô nhận đủ 281 đồng tại vì đó là cái mức tối đa. Còn nếu mà cô đã nhận được 281 đồng tối đa th bình thường á, thì cô được 95 đồng nữa. Đó. Cho nên á, là bây giờ bỏ đi cái tiền EA này á, thì nó sẽ quay trở lại với cái số tiền bình thường mà mình nhận. Ví dụ như cô này, cô chỉ đủ điều kiện để lãnh 23 đồng thôi thì cô sẽ quay về 23 đồng. Một gia đình có 4 người ở 48 tiểu bang cộng với thủ phủ Washington DC thì được Tối đa là 939 đồng, khi mà có tiền EA người ta đảm bảo mình nhận được cái con số 939 đồng cho gia đình bốn người. Bây giờ bỏ cái tiền EA này rồi á thì có thể quý vị sẽ quay trở lại với cái số tiền mà quý vị nhận trước dịch thật là quay trở lại với cái số tiền mà theo cái tiêu chuẩn thông thường thôi, chứ bây giờ tiền EA nó không còn nữa, không có đảm bảo được quý vị ai cũng được cái số tiền maximum, còn ai mà được maximum rồi á thì quý vị được thêm 95 đồng tiền EA bây giờ bỏ cái tiền EA rồi thì quý vị sẽ giảm quay trở lại với cái tiền snap thông thường ví dụ như ở Hawaii thì cái chương trình tiền uh, snap benefit maximum là 538 đồng quý vị ha và tối thiểu là bao nhiêu tối thiểu là 43 đồng như vậy từ 43 đến 538 đồng. Bây giờ nếu như mà có cái tiền EA ấy, thì quý vị sẽ được đảm bảo là lãnh được 538 đồng cho cái household một người cho cái tháng đó. Nhưng mà bây giờ bỏ cái tiền EA thì nó sẽ rớt về cái con số mà quý vị nhận được chỉ riêng cho cái từng chương trình Snap thôi. Ví dụ như quý vị đủ điều kiện để lãnh 43 đồng con số tối tiểu thì quý vị chỉ được 43 đồng mỗi tháng thôi. À, quý vị đủ điều kiện để lãnh tiền Snap 200 đồng thì người ta cho 200 đồng thôi. Chứ người ta không có đảm bảo được cho mình là sẽ nhận được cái con số tối đa là 538 đồng cho gia đình có một người. Thì đó là cái ví dụ để chúng ta thấy rằng là cái tiền EA nó có thể là ảnh hưởng đến cái bữa ăn của quý vị rất là nhiều. À, một cái câu hỏi đặt ra là bây giờ... À, cái tiền EA người ta cắt như vậy Người ta ngưng không cho nữa Như vậy thì tiền SNAP có còn hay không Thì câu trả lời là yes quý vị nha Người ta vẫn tiếp tục cho cái tiền SNAP Hay là Kali thì người ta gọi là CalFresh Nhưng mà nếu như quý vị đang đoạn cái chương trình SNAP Và quý vị có những cái thay đổi Về cái à, chi phí trong cái household của mình à, Hoặc là những cái người trong cái household của mình Đặc biệt là những người dependents Những child care costs À, hoặc là nếu như mà 9, à, 60 tuổi trở lên hoặc là mình có bị khuyết tật thì mình có những cái miracle expenses à, những cái chi phí về thuốc men này kia thì quý vị nên quý vị nên phải đảm bảo chắc ăn in là quý vị cập nhật với cái văn phòng local office của mình quý vị nha snap local office, local snap offices của mình hoặc là nếu như quý vị ở california thì quý vị có thể vào cái trang là CalFresh um, để mà quý vị xem thêm những cái thông tin cập nhật của tiểu bang mình. Bây giờ cái điều um, Ngọc muốn chia sẻ thêm về cái lịch gửi của cái tiền thực phẩm khẩn nhưng mà tới đây thì cái video nó dài rồi thôi thì Ngọc hẹn quý vị ở cái video sau quý vị nha làm tới đây là bây giờ ngọc mệt lắm rồi không nói được nữa à, hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo quý vị nha à, video tiếp theo ngọc sẽ à, gửi đến quý vị cái nội dung liên quan đến cái lịch gửi cập nhật của tháng 2 à, năm 2023 và bây giờ thì ngọc xin dừng cái video này bye bye nào